Trung Quốc giữa đại dịch corona, học hành, mai mối hay là kết hôn đều online. Để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch corona, ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc lựa chọn các dịch vụ trực tuyến, từ dạy học đến giao đồ ăn và cưới hỏi. Giữa tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona đang bùng phát mạnh mẽ, thì các trường học tại Trung Quốc cho học sinh nghỉ học để tránh nguy cơ lây lan dịch. Trước tình hình đó, những lớp học trực tuyến cũng được mở ra, hỗ trợ học sinh và giáo viên dạy và học tại nhà. Các công ty Trung Quốc cũng tăng cường cung cấp lớp học trực tuyến tại nhà trong điều kiện hàng loạt các trường học đóng cửa vì bùng phát dịch bệnh. Hôm ngày 27 tháng 1, Youku là dịch vụ chia sẻ video thông dụng tại đất nước tỷ dân, thông báo sẽ mở các lớp học trực tuyến miễn phí dành cho học sinh tiểu học và trung học. Tại các nhà trường, tập đoàn giáo dục tự lựa chọn nền tảng học tập trực tuyến sao cho phù hợp và thuận lợi với nhu cầu, điều kiện học tập của sinh viên. Đại dịch viêm phổi cấp khiến cho hàng triệu người dân Vũ Hán mắc kẹt tại nhà để đối phó với tình trạng bệnh dịch lây lan cũng như là giảm nguy cơ tiếp xúc với virus. Nhiều người dân Vũ Hán cũng như các khu vực khác của Trung Quốc đã lựa chọn mua hàng qua mạng hoặc là sử dụng dịch vụ chuyển phát. Cao Hua, 37 tuổi, là một nhân viên giao hàng tỉnh Sơn Đông, cho hay những ngày này lượng đơn hàng luôn trong tình trạng quá tải. Mỗi tối sau khi làm việc, anh Cao đậu xe dưới chung cư gia đình và chuẩn bị chăn gối, ngủ lại trong xe để tránh nguy cơ truyền nhiễm bệnh cho gia đình của mình. Trước những lời cảnh báo về việc cần hạn chế tụ tập đông người để tránh lây lan dịch corona, các bậc cha mẹ tại Trung Quốc không thể tổ chức xem mắt trực tiếp cho con cái. Sau một hình thức mai mối khác lại nở rộ giữa mùa dịch, đó chính là xem mắt online. Nhiều người trẻ ở đất nước tỷ dân này kể họ được gặp mặt đối phương thông qua cuộc gọi trực tuyến dưới sự giám sát của cha mẹ mình. Không chỉ xem mắt, mà dự đám cưới tại Trung Quốc giữa thời điểm dịch corona bùng phát cũng được cử hành online. Vào ngày 1 tháng 2, hôn lễ của cảnh sát cứu hỏa Quyên Du Sang và y tá Quang Ly Linh gây chú ý khi hai nhân vật chính trao lời ước thề qua một cuộc video. Mới đây, cũng có một đám cưới đặc biệt tại Hà Trạch, Sơn Đông diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 1 và chỉ có 5 người tham dự, bao gồm cô dâu chú rể, cha mẹ chú rể và người chủ hôn. Điều đáng chú ý, chú rể là bác sĩ đang làm công tác chữa trị cho bệnh nhân mắc virus corona. Sở dĩ đám cưới diễn ra chớp nhoáng như vậy là vì người dân Trung Quốc được khuyến cáo không tụ tập nơi đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh do virus corona gây ra. Sau lễ thành hôn nhanh gọn, chú rể nhanh chóng quay lại tới Nam để tiếp tục công tác điều trị cho bệnh nhân. Thậm chí anh còn không có thời gian để ăn một bữa cơm với vợ của mình. Anh cho biết, ban đầu họ ấn định đám cưới vào ngày 31 tháng 1, nhưng lo ngại sự bùng phát của dịch bệnh nên muốn hoãn tổ chức. Dù vậy, hai bên gia đình cho rằng việc trì hoãn là không tốt, nên cuối cùng cặp đôi quyết định tổ chức một buổi lễ đơn giản và sớm hơn kế hoạch một ngày để làm giảm nguy cơ lây bệnh và tránh sự bất tiện. Họ đã không mời người thân, đồng nghiệp và bạn bè thân thiết đến dự hôn lễ của mình. Cô dâu chia sẻ rằng cô không hề cảm thấy bận tâm về việc đám cưới chỉ diễn ra trong vòng 10 phút. Cô hoàn toàn hài lòng về sự sắp xếp mới và chồng của cô giờ đây đã có thể quay lại làm việc mà không còn phải lăn tăn gì về đám cưới nữa. Khi hình ảnh về lễ thành hôn có 102 của cặp đôi được lan truyền trên mạng xã hội, có rất nhiều người đã chúc phúc cho họ và ca ngợi tinh thần cống hiến hết mình vì cộng đồng của chú rể. Đặc biệt, họ cầu chúc sức khỏe cho chú rể để anh tiếp tục thực hiện công việc của mình. Đội ngũ y bác sĩ và chuyên gia y tế Trung Quốc đang cống hiến hết sức trong cuộc chiến chống lại virus corona. Nhiều người phải mặc bỉm hay là cắt bỏ mái tóc của mình để công tác chữa bệnh được diễn ra suôn sẻ. Những trường hợp như trên hay là chú rể bác sĩ đã khiến cho chúng ta có một cái nhìn thấm thía về nỗi vất vả của những anh hùng đang chống lại đại dịch corona. Theo cập nhật mới từ truyền hình nhà nước Trung Quốc, số trường hợp tử vong tại tỉnh Hồ Bắc là tâm dịch do chủng mới của virus corona đã tăng lên chóng mặt trong ngày 6 tháng 2. Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp như vậy, nhiều bệnh viện ở Trung Quốc đã rơi vào tình trạng quá tải khiến cho các y bác sĩ phải làm việc không ngừng nghỉ để đáp ứng được nhu cầu chữa bệnh của người dân. Trên đây là những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh và đời sống của người dân trong vùng tâm điểm dịch bệnh virus corona. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thêm những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại!